Hiện tại là 143 người đang xem rồi. Chúng ta bắt đầu thôi, không để quá nhiều thời gian cho các bạn. Thì đúng như cái lịch giảng, lịch trao đổi thì đúng như cái bài của nó thôi. Mình sẽ trao đổi trong đúng cái khoảng giới hạn của nó. Đó chính là trao đổi về các thuốc giảm ho loãng đờm. Được chưa? Đó là một cái vấn đề rất là nhiều người, đúng không ạ? Rất là nhiều người đang quan tâm về vấn đề này trên lâm sàng. Thì thực chất là không phải cứ trường hợp ho nào chúng ta cũng dùng các thuốc giảm ho. Vì ho nó chỉ là một triệu chứng trong rất là nhiều mặt bệnh. Đấy. Thì cái quan trọng là chúng ta phải xem cái vấn đề bệnh nhân là cái gì, cái mặt bệnh bệnh nhân đang gặp là cái gì, và chúng ta phải dùng thuốc nó phù hợp mặt bệnh thì bệnh nhân mới ổn được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thì ho chỉ là một triệu chứng thôi. Vậy nếu như các bạn mà chỉ chăm chú các bạn điều trị triệu chứng không, đồng nghĩa với cái gốc của bạn không giải quyết được, thì cái triệu chứng của bệnh nhân nó không thể hết được. Vậy thì hôm nay cùng nhau tìm hiểu về cái vấn đề ho, đúng không? Vậy thì như chúng ta đã biết ho là gì. Ho là một phản xạ có lợi đối với cơ thể, chắc chắn là hầu như thì ai cũng biết được cái này. Nói đến ho là một cái phản xạ có lợi đối với cơ thể, thực chất nó là một phản xạ tự nhiên thôi, đúng không ạ? Đến khi mà chúng ta thấy là khi các bạn ho rồi thì các bạn sẽ không thể nín được, nó là một phản xạ tự nhiên đối với cơ thể, đúng không ạ? Hoặc là bình thường các bạn cố để các bạn ho thật sự là rất là khó đấy. Và cái tiếng ho khi mà các bạn cố gượng để các bạn ho so với cái tiếng ho mà bệnh lý đấy, nó khác hoàn toàn. Vậy thì ho, tại sao chúng ta lại có được phản xạ ho? Thì các bạn nhớ này, ho là một phản xạ có lợi, đúng không ạ? Không phải tự nhiên các bạn ho được, chắc chắn một điều không phải tự nhiên các bạn ho được. Mà chúng ta muốn ho được thì đồng nghĩa việc là phải có một cái tác nhân nào đó nó xâm nhập vào hệ thống đường hô hấp của chúng ta, hoặc có một cái tác nhân nào đó nó ứ động tại ở đâu đường hô hấp của bạn thì các bạn mới có ho được, đúng chưa? Vậy đường hô hấp của chúng ta nó chia vào hai loại là trên và dưới. Đường hô hấp của chúng ta trên đến từ mũi, đúng không ạ? Đến cái thanh quản của các bạn. Đường hô hấp dưới đến từ khí quản trở xuống, đúng không ạ? Đấy, vậy thì phải có một cái gì đó nó xâm nhập cái hệ thống đường hô hấp của bạn thì các bạn mới có ho được, đúng không ạ? Những cái tác nhân bao gồm có tác nhân hóa học, đúng không ạ? Tác nhân vật lý và tác nhân cơ học, đúng chưa? Nó kích thích vào hệ thống hô hấp của bạn thì mới gây ho. Còn lại thì nếu như mà không có những tác nhân này thì thực chất là rất là khó để các bạn có thể có được phản xạ ho. Vậy thì mục đích của cái phản xạ ho là gì? Mục đích của phản xạ ho là để các ta tống toàn bộ cái dị vật, cái đờm dãi nó đang ứ động tại hệ thống đường hô hấp của bạn ra bên ngoài, đúng không ạ? Có cái gì đó thì chúng ta mới ho được, đúng không ạ? Nếu như không có thì chúng ta không ho. Vậy thì nếu như mà chúng ta đang có cái phản xạ ho nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đang có cái phản xạ để tống những cái ứ động trong cái hệ thống đường hô hấp bạn ra ngoài. Vậy thì nếu như nó là một cái phản xạ để tống cái hệ thống dị vật hoặc là tống cái đờm dãi ở hệ thống đường hô hấp ra ngoài thì tại sao chúng ta lại phải giảm cái phản xạ ho đấy đi? Đúng không ạ? Nên là tí chúng ta sẽ hiểu là gì ạ? Chúng ta chỉ giảm ho trong một trường hợp thôi. Đó chính là chúng ta giảm ho ở những bệnh nhân liên quan đến ho khan. Còn lại thì những trường hợp ho có đờm thì chúng ta phải tìm nguyên nhân và chúng ta đưa ra cách giải quyết. Chào giáo sư Ba. Ô, mạng kết nối kém. Được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói trao đổi với các bạn một chút về cái cơ chế cái ho. Thực chất là gì ạ? Thực chất cái phản xạ ho của chúng ta ấy. Thực chất cái phản xạ ho của chúng ta nó bao gồm có 4 giai đoạn, đúng không ạ? Đầu tiên là cảm thụ tại hệ thống đường hô hấp. Thứ hai là chúng ta phải hít vào, chúng ta phải hít sâu vào, đúng không ạ? Chúng ta hít càng sâu bao nhiêu cái phản xạ ho của chúng ta sẽ càng tốt bấy nhiêu. Chúng ta không hít được thì đồng nghĩa việc chúng ta không có phản xạ ho được. Vì khi mà chúng ta có phản xạ ho nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đang tống hệ thống khí của chúng ta từ trong hệ thống đường hô hấp các bạn ra bên ngoài. Ok, vậy nếu mà các bạn không hít vào thì làm sao chúng ta có khí để các bạn có thể đẩy ra bên ngoài được? Đúng chưa ạ? Vậy thì cái việc đầu tiên ấy, chúng ta muốn có được cái phản xạ ho nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta phải có cái sự cảm thụ tại cái hệ thống đường hô hấp đã, đúng không ạ? Tại cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta nó được cấu tạo rất nhiều các cái thụ thể nằm trên cái hệ thống đường hô hấp của các bạn, và nó có vai trò cảm nhận với những cái tác nhân xâm nhập hoặc là kích thích vào hệ thống đường hô hấp của các bạn. Và sau khi nó cảm thụ được thì cái đó bắt đầu là gì ạ? Chúng ta mới có cái cơ chế thứ hai là chúng ta phải hít sâu vào. Chúng ta hít sâu vào để lấy một lượng khí rất là lớn tại hệ thống đường hô hấp. Sau khi các bạn hít sâu vào thì bắt đầu chúng ta có một cái giai đoạn nén khí, nghĩa là chúng ta thành môn nó đóng lại, cái nắp thành môn nó đóng lại để chúng ta có cơ chế nén khí. Và khi mà nó nén khí rồi thì khi đó chúng ta mới có phản xạ đẩy khí ra bên ngoài. Thì khi nó đẩy khí ra bên ngoài thì chúng ta mới gọi đó là phản xạ gì ạ? Phản xạ ho. Và khi cái áp lực nó lớn đến như thế, các bạn dùng chưa ạ? Khi cái áp lực nó lớn đến bắt buộc là gì ạ? Bắt buộc là những cái gì nó ở hệ thống đường hô hấp các bạn bắt đầu nó theo cái phản xạ ho đó nó đi ra bên ngoài. Đó vậy thì cái phản xạ ho của chúng ta nó được hình thành như đấy, như vậy. Vậy chúng ta phải hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta không phải tự nhiên ho được, mà chúng ta muốn ho được phải có cái gì đó kích thích vào hệ thống đường hô hấp của các bạn thì mới gây ho, đúng không ạ? Vậy thì cái tác nhân mà có vai trò kích thích hô hấp nó nhiều vô vàn, nó quá là nhiều nguyên nhân để có thể chúng ta kích thích hô hấp, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nào là liên quan đến vấn đề viêm nhiễm tại đường hô hấp, đúng không ạ? Nào là viêm phế quản, đúng không ạ? Viêm phổi, nào là hen, nào là siêu đi, đúng chưa? Rất nhiều mặt bệnh, nào là các bệnh lý tim mạch, trong đó có suy tim cũng gây ho, đúng không ạ? Nào là trào ngược hệ thống dạ dày thực quản của chúng ta cũng gây ho.
Ok chưa ạ? Đúng ạ, rồi dạ, rồi những cái tác nhân khi mà các bạn hít vào bụi bẩn đúng không ạ, nó cũng gây ho. Vậy thì cái hệ thống hấp của chúng ta luôn luôn có một cái cơ chế bảo vệ, cơ thể các bạn luôn luôn có một cái cơ chế bảo vệ chắc chắn rồi đúng không ạ. Khi có một cái gì đó nó xâm nhập vào cơ thể các bạn thì cơ thể các bạn phải có cơ chế đào thải nó ra bên ngoài, hiểu không chưa ạ? Vậy thì cái hệ thống hấp của chúng ta nó có cơ chế bảo vệ từ trên xuống dưới đấy, thì ở trên ngay từ cái hệ thống mũi của các bạn thôi, ngay từ cái hệ thống mũi của chúng ta thôi là các bạn thấy là gì ạ, cái lông mũi nó có một cái vai trò đặc biệt quan trọng đúng không ạ. Không phải tự nhiên nó sinh ra cái lông mũi làm cái gì cả, nó sinh ra cái lông mũi nó phải có chức năng của nó, không sinh ra không phải để trang trí đúng không. Cơ thể các bạn ấy, nó sinh ra cái gì nó cũng phải có chức năng của nó cả, hiểu chưa? Thì cái lông mũi của chúng ta ấy, cái lông mũi ấy, ok, thì chính là cái mà hàng rào gì ạ, có vai trò là gì ạ, bảo vệ đầu tiên của hệ thống đường hô hấp. Đó chính là gì ạ, nó ngăn cản những cái hạt bụi mà có kích thước to đúng không ạ. Những cái hạt bụi, những cái dị vật mà có kích thước to ấy, nó sẽ được cái lông mũi của chúng ta cản lại, được chưa? Và khi nó cản lại rồi thì các bạn biết là gì ạ, trong cái niêm mạc đường hô hấp của chúng ta ấy, cái niêm mạc đường hô hấp ấy, thì tại cái niêm mạc đường hô hấp của chúng ta nó có những cái tế bào tiết nhầy đúng không ạ, nó có những cái tế bào tiết nhầy, và chính cái tế bào tiết nhầy này nó tiết ra cái dịch này, tôi gọi là dịch đường hô hấp. Và chính cái dịch đường hô hấp này này nó sẽ có vai trò là bám dính những cái bụi bẩn còn lại, những cái hạt nhỏ hơn á, được chưa ạ? Những cái hạt nhỏ hơn thì người ta thấy là gì ạ, cái hạt bụi hoặc là những cái hệ thống vi khuẩn virus mà cái đường kính mà bé hơn dưới 5 micromet thì mới có khả năng xuống được tại phía nam. Còn lại thì những cái hạt bụi hay những cái bụi bẩn hay những cái vi khuẩn virus mà có cái đường kính lớn hơn ấy, thì nó thường bị cái hệ thống dịch đường hô hấp của các bạn bám dính lại. Đầu tiên nó bám dính lại đã, đúng không ạ? Khi nó bám dính lại thì bắt đầu nó mới nhờ cái hệ thống lông chuyển. Ở trong cái hệ thống hấp của chúng ta nó có một cái hệ thống lông chuyển. Và cái hệ thống lông chuyển này nó có vai trò là đưa những cái bụi bẩn của chúng ta đó ra bên ngoài, đúng không ạ? Và khi nó đưa bụi bẩn ra bên ngoài rồi sẽ đồng nghĩa việc sẽ làm sạch cái hệ thống đường hô hấp các bạn. Đấy, vậy thì hàng ngày chúng ta cứ tưởng tượng một điều. Hàng ngày chúng ta đi đường, chúng ta tiếp xúc với môi trường, đặc biệt là những người làm trong môi trường bệnh viện, đúng không ạ? Tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, rất nhiều virus, rất nhiều những cái tác nhân gây bệnh. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không có bệnh, đúng không ạ? Thực chất là chúng ta không thể tạo thành bệnh lý, vì đơn giản là cái hệ thống hấp của bạn nó có cái cơ chế bảo vệ để đào thải ra bên ngoài, tránh cái tình trạng hệ thống vi khuẩn virus xâm nhập vào hệ thống cơ thể các bạn, thì các bạn mới đảm bảo được cái vấn đề an toàn, đúng chưa ạ? Đúng chưa ạ? Vậy thì nếu như chúng ta thấy là một điều như này, nếu như cái hệ thống đường dãi nó nhờ cái gì ạ, nó nhờ được cái hệ thống lông chuyển của chúng ta đẩy ra bên ngoài được, thì đồng nghĩa việc là ok, không vấn đề gì, đúng không ạ? Nhưng nếu như bây giờ chúng ta thấy này, nếu như cái đường dãi của chúng ta hoặc là một cái hệ thống dị vật nào đó mà cái hệ thống lông chuyển của chúng ta nó không thể gì ạ, nó không thể đưa ra bên ngoài được, thì bắt buộc là cơ thể các bạn phải có một cái phản xạ khác để tống những cái đó ra bên ngoài. Thì cái phản xạ tiếp theo đó chính là cái phản xạ ho, hiểu không chưa? Vậy thì mục đích của phản xạ ho là gì? Là để tống các cái dị vật đờm rãi, đúng không ạ, ra bên ngoài cơ thể các bạn, để làm cho đường thở các bạn nó thông thoáng. Chắc chắn một điều là như vậy rồi, chắc chắn một điều như vậy. Thì chúng ta gọi là gì ạ? Ho là một cái phản xạ sinh lý của cơ thể, đúng không ạ? Và ho cũng là một cái phản xạ rất là có lợi. Thế là vậy thì tại sao chúng ta lại gọi là gì ạ? Giảm ho, chúng ta lại phải giảm phản xạ đi. Tuy nó là một phản xạ có lợi của cơ thể các bạn, thì tại sao chúng ta lại phải giảm nó đi? Cái đúng không ạ? Thì tí mà chúng ta mới đi tìm hiểu về cái này. Vậy thì bây giờ chỉ cần nói một cái đơn giản thế này thôi là các bạn sẽ hiểu được là gì ạ? À, tại sao chúng ta lại có được phản xạ ho, đúng không? Như bình thường mình và các bạn đang ngồi như thế này thì có chắc chắn một điều là các bạn sẽ không thể ho được. Ok. Chắc chắn một điều là sẽ không thể ho được. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ lấy một cái đơn giản thôi là các bạn đang ăn cơm, đúng không ạ? Các bạn ăn cơm và không may ai đó chọc cho các bạn cười chẳng hạn, chúng ta đang nuốt mà chúng ta không may có ai chọc cho các bạn cười chẳng hạn, chắc chắn một điều là gì ạ? Chúng ta sẽ có sặc ngay. Ok, vì sao? Vì cái hệ thống thực quản và khí quản của chúng ta nó gồm cạnh nhau, nằm cạnh nhau, và cái khí quản nó có cái nắp thanh mô nó đậy lại khi mà các bạn nuốt. Được chưa nào? Vậy thì khi mà gì ạ? Khi mà các bạn nói như này, khi mà mình đang nói như này thì nghĩa là khí của chúng ta đang đi từ phổi qua cái nắp thanh mô đó. Hiểu không chưa ạ? Khi mà chúng ta đang nói như này là khí của chúng ta đi từ trong ra ngoài và nó rung hai cái dây thanh âm lên, nó tạo ra âm thanh, và trong đó cái lưỡi của chúng ta nó có vai trò là gì ạ? Tạo ra cái tiếng nói của các bạn. Hình dung được điều này chưa ạ? Vậy thì nếu như các bạn nuốt thì đồng nghĩa việc các bạn sẽ không nói, và khi các bạn nói thì các bạn sẽ không nuốt được. Hai phản xạ này không thể xảy ra đồng thời, hình dung chưa ạ? Vậy nếu như các bạn bây giờ các bạn đang nuốt, hình dung chưa ạ, mà bây giờ có ai chọc cho các bạn cười thôi, nghĩa là cái nắp thanh môn nó mở ra một phát, thì khi đó là gì ạ? Thì khi đó là cái hệ thống, ví dụ như đồ ăn các bạn, hạt cơm chẳng hạn hoặc hạt nước chẳng hạn, nó rơi vào hệ thống đường hô hấp các bạn. Thì khi nó rơi vào hệ thống đường hô hấp các bạn thôi, thì khi đó bắt đầu là gì ạ? Bắt đầu chúng ta có phản xạ ho ngay, ho sặc sụa luôn. Ho, chúng ta ho đến khi nào mà gì ạ? Cái đường dãi này nó, cái hệ thống dị vật này nó bật ra bên ngoài thì thôi, thì chúng ta mới hết ho. Chứ còn nếu như mà gì ạ? Cái dị vật nó vẫn nằm trong đường thở các bạn thì các bạn vẫn đang còn ho. Hình dung được này chưa ạ? Hình dung chưa ạ? Nhưng có một cái điều đặc biệt là gì? À, nó không cho cái dị vật của các bạn nó đâm sâu xuống dưới được.
vì đơn giản thôi, vì nó đơn giản, cái đường thở các bạn, cái hệ thống đường hô hấp bạn nó có cái hệ thống chất nhầy, người ta gọi dịch tiết đường hô hấp, nó sẽ có vai trò là gì ạ? À, nó bám dính cái hệ thống dị vật này và nó giữ lại để nhờ cơ thể các bạn là nhờ hệ thống đông chuyển hay nhờ các bạn ra ho tống ra bên ngoài, được chưa ạ? Thì nó mới không gây ra các tình trạng bệnh lý. Vậy thì tại cái niêm mạc đường hô hấp ấy, nếu chúng ta nhớ này, chúng ta biết rằng một điều là cái trong cơ thể các bạn ấy, chúng ta muốn ho được ấy, không phải là tự nhiên các bạn ho được đúng không ạ, mà chúng ta phải có cái hệ thống điều khiển cái này, và cái hệ thống điều khiển này nó nằm, người ta gọi là trung tâm ho, và trung tâm ho của chúng ta nó nằm ở hệ thống hành não, ok chưa, trung tâm ho nó nằm ở hệ thống hành não nha. Vậy thì cái thằng trung tâm nó nằm ở trên này, các bạn dùng chưa, nó nằm ở trên này. Vậy thì ở phổi của chúng ta nó ở ngoại dưới này, vậy tại sao thằng trên này nó lại có khả năng điều khiển thằng dưới này để tạo phản xạ ho đúng không ạ? Tại sao thằng trên này nó lại biết là ở dưới này đang có dị vật xâm nhập vào để nó có được cái phản xạ gì ạ? Để nó có được cái phản xạ ho. Vậy thì đơn giản thôi, đơn giản là như thế này, là gì ạ? Là ở hệ thống đường hô hấp các bạn ấy, tại cái niêm mạc đường hô hấp các bạn ấy, nó có các cái gì ạ? Các cái mà người ta gọi là các receptor, hay còn gọi là các cái đầu mút cảm thụ đúng không ạ? Đúng không ạ? Những cái mà con đang cảm thụ với những cái tác nhân xâm nhập vào cái hệ thống hô hấp các bạn, và nó nằm dày đặc ở hệ thống hô hấp các bạn ấy, chỗ nào cũng có, hiểu không chưa? Và khi mà các cái đầu mút cảm thụ này này nó cảm nhận được là gì, à đang có một cái tác nhân nào đó xâm nhập vào tao đấy, hiểu không chưa, thì bắt đầu nó dẫn truyền về tủy sống và bắt đầu lên não, và não của chúng ta bắt đầu phân tích. Thì các bạn biết là gì ạ? Khi não của chúng ta nó dẫn truyền thì đồng nghĩa việc hệ thống thần kinh nó dẫn truyền thì nhanh lắm, dẫn truyền của hệ thống thần kinh nó dẫn truyền có chế nhảy cóc theo cái sợi băng myelin rất nhanh, thì cái đó trên não của chúng ta bắt đầu nó phân tích và bắt đầu nó có phản xạ ho xuống bên dưới ngay, điều khiển xuống bên dưới ngay, huy động hệ thống cơ của bạn và tạo phản xạ ho ngay đấy. Vậy thì chúng ta muốn có được phản xạ ho thì đồng nghĩa việc bắt đầu chúng ta phân tích thành hai cái. Một là dạ, là các cái đầu mút cảm thụ ở bên dưới này nó phải cảm nhận được với cái tác nhân gây ho đã, đúng không ạ? Cái thứ hai là ở trung tâm hành não của bạn, trung tâm ho nó phải dạ, nó phải có phản xạ xuống dưới thì chúng ta mới có phản xạ ho, đúng chưa? Đúng chưa? Đó, vậy thì bây giờ chúng ta muốn làm giảm ho cho bệnh nhân thì chúng ta có hai cái để các bạn làm. Một là chúng ta phải làm cho các dạ, cho các cái đầu mút thần kinh ngoại vi, nghĩa là cho các receptor ngoại vi, các đầu mút cảm thụ này giảm cảm nhận với những tác nhân này đi, hiểu không chưa? Thứ hai là dạ, là chúng ta phải làm nâng cao cái ngưỡng chịu đựng của trung tâm ho lên, đúng không ạ? Giống như kiểu là dạ, với bình thường tác nhân như thế này đã gây ho rồi, nhưng khi tôi ức chế ở trên này thì phải tác nhân cao hơn thì tôi mới có phản xạ ho. Nên là khi mà các bạn dùng thuốc, các bạn nhớ này, nó chỉ là thuốc giảm ho chứ không phải thuốc cắt ho. Giảm nghĩa là gì? Nó sẽ làm giảm cái triệu chứng của bạn thôi, nó sẽ không cắt được cơn ho đâu, hiểu không chưa? Vì ho nó chỉ là một triệu chứng trong rất nhiều nguyên nhân. Các bạn muốn điều trị được ho thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân thì các bạn mới cắt được ho, chứ không phải là cứ ho là các bạn cho thuốc giảm ho, đúng chưa? Đúng chưa? Vì ho nó một phản xạ có lợi đối với cơ thể các bạn đấy, nên là các bạn hãy chú ý đến những cái cơ chế nhỏ như này thôi, nhưng mà nó sẽ giúp ích cho các bạn hiểu đến cái sinh lý của cơ thể các bạn, có được chưa? Có được chưa? Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta mới chia ra như này. Thực chất ấy, đối với các thuốc giảm ho chúng ta chia làm hai loại, một là thuốc giảm ho ngoại biên, hai là thuốc giảm ho trung ương. Ok. Cái thuốc giảm ho ngoại biên nghĩa là gì? Nghĩa là nó ảnh hưởng đến các cái địa, các cái đầu mút cảm nhận ở ngoại biên. Còn lại thì các thuốc giảm ho trung ương nghĩa là gì? Nghĩa là nó nâng cao cái ngưỡng chịu đựng của trung tâm ho ở khu vực hành não các bạn lên, và nó đạt được hiệu quả giảm ho. Mọi người hình dung được điều này chưa? Đó. Vậy thì khi mà chúng ta dùng các thuốc giảm ho ngoại biên ấy, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đang dùng những thuốc mà có vai trò là dạng bao phủ hoặc là làm tê các cái đầu mút thần kinh, nghĩa là làm tê các cái điểm cảm nhận ngoại biên đi. Và đương nhiên khi làm tê nó làm bao phủ cái đầu mút thần kinh, cái điểm cảm nhận ngoại biên đi, thì đồng nghĩa việc sẽ làm giảm được tác nhân gây ho thôi. Làm giảm được cái cảm nhận thì đồng nghĩa việc giảm triệu chứng ho thôi. Thì cái này người ta gọi là thuốc giảm ho ngoại biên. Và đó chính là cái cơ chế khi mà các bạn dùng các thuốc, đó chính là dạng chanh, quất, mật ong, đúng không ạ? Hay là bạc hà, được chưa ạ? Siro, đúng không ạ? Một số các loại siro. Đó chính là gì ạ? Cái mà chúng ta rất hay dùng ấy, đó chính là chúng ta ngậm chanh quất với mật ong, đúng không ạ? Hoặc là bạc hà ấy. Thực chất đó là những chất mà có tinh dầu, ok chưa ạ? Đường, thì mật ong này, nào là bạc hà này, nào là chanh quất này, nó có tinh dầu. Khi nó có tinh dầu thì khi nó gì ạ? Nó vào trong cái hệ thống đường hô hấp các bạn, thì nó sẽ làm tê các cái điểm cảm nhận. Và khi nó làm tê các cái điểm cảm nhận này rồi thì đồng nghĩa việc là các điểm cảm nhận này sẽ giảm cảm nhận với những tác nhân xâm nhập vào, và chúng ta sẽ có phản xạ giảm ho. Thứ hai là mật ong hay là đường chẳng hạn, thì nó sẽ có vai trò bao phủ cái hệ thống điểm cảm nhận ngoại biên này. Và khi nó bao phủ, nó che phủ đi rồi thì đồng nghĩa việc cái điểm cảm nhận ngoại biên này cũng giảm cảm nhận với những tác nhân xâm nhập vào, và đương nhiên chúng ta cũng có phản xạ giảm ho. Đó là những cái điều cần thiết. Vậy thì
Vậy thì khi mà chúng ta đang dùng những thuốc như này thì chúng ta nhớ này, khi mà các bạn dùng ấy, chúng ta muốn bao phủ được hay chúng ta muốn làm tê được các cái đồng hồ thần kinh thì đồng nghĩa việc thuốc phải đến được cái vị trí đó, đúng không ạ? Thì mới làm tê, mới bao phủ được. Nên là những cái thuốc giảm ho ngoại biên này chúng ta thường dùng ở những cái trường hợp mà viêm ở khu vực hầu họng chúng ta thôi, đúng chưa ạ? Viêm họng thường hay dùng chanh quất mật ong thì bệnh nhân sẽ giảm. Đó, thì khi đó chúng ta nhấm thuốc vào một cái, chúng ta ngậm một chút thôi là nó sẽ làm tê hay nó sẽ làm bao phủ các cái cảm thụ ngoại biên này và nó làm giảm triệu chứng ho cho bệnh nhân. Đấy. Nha. Chứ còn ở những bệnh nhân liên quan đến viêm phế quản hay là viêm phổi mà các bạn dùng chanh quất mật ong các bạn ngậm thì nghe chừng hiệu quả nó gần như là không thể. Đúng chưa ạ? Nên là các bạn hãy chú ý những cái này nhé. Không phải bệnh nhân ho nào chúng ta cũng thể dùng chanh quất mật ong được. Hình dung chưa ạ? Mà khi mà các bạn gì ạ? Các bạn dùng những cái chanh quất mật ong hay là bạc hà ấy, chúng ta làm tê hoặc là bao phủ đi thì chúng ta sẽ thấy một điều như này này. Là nó sẽ chỉ bao phủ được cái niêm mạc hầu họng các bạn thôi. Và đương nhiên theo thời gian các bạn nuốt, đúng không ạ? Vì các bạn nhậm vào hầu họng các thứ chanh, đúng không ạ? Nó có tinh dầu, nó có vị ngọt, vị chua, nó làm cho nước bọt các bạn tiết ra và các bạn sẽ nuốt. Và khi các bạn nuốt sẽ làm trôi, nó sẽ làm trôi cái đấy đi và nó không còn khả năng bao phủ và nó làm giảm khả năng làm tê đi. Và khi đó bệnh nhân lại có cảm giác ho trở lại thôi. Đấy, bệnh nhân sẽ có cảm giác ho trở lại thôi. Nên là chúng ta phải nhấm thường xuyên, nghĩa là chúng ta nhấm một tí, lại tiếp tục chúng ta lại nhấm một chút, nhấm một chút, nhấm một chút. Đấy, vậy khi các bạn cứ nhấm một chút liên tục như thế thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Dần dần nó sẽ hết dần theo thời gian của bệnh. Hình dung chưa? Còn lại thì chúng ta đi về các thuốc giảm ho trung ương. Thì thực chất các thuốc giảm ho trung ương của chúng ta nó thường là dẫn xuất của thuốc phiện. Đấy, các thuốc giảm ho trung ương ấy nó sẽ có vai trò là gì ạ? Ức chế cái hệ thống gì ạ? Thần kinh trung ương các bạn, nó làm nâng cao cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta ho lên và nó là dẫn xuất của thuốc phiện. Mà cái thuốc mà các bạn nghe nhiều nhất trên lâm sàng ấy nó chính là codeine, đúng không ạ? Codeine nó là dẫn xuất phiện. Tuy là gì ạ? Tuy nó là đồng phân morphine ấy nhưng mà cái tác dụng phụ của nó ít hơn so với morphine và thuốc phiện. Nó cũng có khả năng gây nghiện, đúng không ạ? Nó cũng có khả năng ức chế trung tâm hô hấp nhưng nó ít hơn morphine rất là nhiều. Thấy không chưa? Vì cái tác dụng phụ như thế này nên là không dùng ở trẻ em. Đấy, người ta không dùng ở trẻ em. Đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi thì người ta rất hạn chế dùng cái này. Đấy. Nên là những cái thuốc giảm ho các bạn nhớ nhá, những cái thuốc giảm ho này chúng ta đừng có dùng. Ok chưa? Ok. Vậy thì đây là codeine, đúng không ạ? Đây codeine là thuốc giảm ho. Nhưng mà đối với codeine người ta chỉ dùng trong một trường hợp duy nhất thôi, đó chính là ho khan. Còn lại ho có đờm người ta không dùng nhá. Ho khan mà phải ho làm cho bệnh nhân cảm giác khó chịu thì người ta mới dùng đến những thuốc giảm ho này. Còn lại thì cái mức độ ho bình thường thôi thì người ta cũng không dùng cái này đâu. Người ta cũng không dùng đâu, người ta cứ để thôi. Phản xạ ho kệ nó, cứ để cho nó ho, đúng không ạ? Ho đến khi nào mà các bạn điều trị cái bệnh lý nền của nó hết rồi thì cái triệu chứng ho của bệnh nhân thường hết. Mọi người hãy nhớ lấy điều này. Nên là khi mà trẻ đang ho có đờm ấy hoặc là người lớn đang ho có đờm ấy thì chúng ta đừng có cho thuốc giảm ho làm gì cả. Vì thực chất chúng ta đang ho để làm cái gì? Để nó tống cái đờm dãi ra bên ngoài, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nếu như chúng ta mà để cái đờm dãi đó nó ứ động ở thông hô hấp các bạn, nguy cơ gây viêm ngay. Vì sao? Vì đờm dãi đó nó chứa bụi bẩn, vi khuẩn virus rất nhiều. Nếu như chúng ta mà không khạc nhổ ra hàng ngày thì có lẽ là ứ động lại bên trong. Ứ động lại bên trong thì nguy cơ gây viêm là rất cao. Đấy, nên là các bạn hết sức chú ý nhá. Thì codeine, đó thì codeine là thuốc đầu tiên mà các bạn nhắc đến. Thứ hai là dextromethorphan. Dextromethorphan là cũng là dẫn xuất của morphine, nó cũng là dẫn xuất phiện thôi. Nhưng mà cái tác dụng phụ của dextromethorphan là ít hơn rất nhiều so với codeine. Nó gần như không gây nghiện, Đó, nên là khi dùng những thuốc này thì chúng ta nên hết sức để ý những cái mà mình vừa mới căn dặn bên trên. Ok, và nhớ nhá, chúng ta chỉ dùng trong một trường hợp thôi, đó chính là ho khan. Còn lại ho có đờm, được chưa ạ? Thì chúng ta lại phải dùng phương pháp khác. Nhưng mình nói rồi nhá, ho chỉ là một triệu chứng trong rất nhiều mặt bệnh. Nên là chúng ta muốn điều trị dứt điểm được ho thì các bạn phải điều trị nguyên nhân. Mình chỉ ví dụ đơn thuần thôi, ở những bệnh nhân suy tim chẳng hạn. Bệnh nhân suy tim ho không ạ? Ho khan không ạ? Ho khan, thường là ho khan, ho ít khi có đờm lắm. Mà cái ho khan ở những bệnh nhân suy tim, đặc biệt là suy tim trái, đúng không ạ? Là do trạng ứ máu ở phổi, ứ huyết phổi. Vậy nếu như chúng ta dùng giảm ho ở những bệnh nhân liên quan đến suy tim ấy, thực chất nó không có nhiều ý nghĩa trong vấn đề giảm ho. Mà chúng ta muốn điều trị cái vấn đề về dạ ho cho suy tim thì các bạn phải làm giảm trạng ứ huyết phổi đi cơ, thì bệnh nhân mới đỡ ho, mới hết triệu chứng ho được. Vậy muốn làm giảm triệu chứng ứ huyết phổi ở những bệnh nhân suy tim thì một là các bạn làm cho tim của chúng ta phải bóp tốt lên, thứ hai là chúng ta phải dùng lợi tiểu để đào thải bớt khối lượng tuần hoàn đi, đúng không ạ? Thứ ba là chúng ta giãn mạch để nó giảm cái nặng cho tim đi, thì cái triệu chứng lâm sàng bệnh nhân giảm đi thôi. Mình đã từng điều trị ho, mình đã từng cho sinh viên chứng kiến một cảnh là gì ạ? Bệnh nhân ho do suy tim ấy, mình cho bệnh nhân dùng furosemide lợi tiểu ấy. Đó, mình cam đoan với sinh viên là gì ạ? Là gì ạ? Đến ngày mai hoặc ngày kia thôi bệnh nhân sẽ hết ho. Đó, mình dùng lợi tiểu. Nghĩa là gì?
Nghĩa là khi mà các bạn điều trị một cái triệu chứng ho cho bệnh nhân ấy, thì các bạn phải để ý xem cái bệnh lý nền của bệnh nhân là cái gì ạ, thì các bạn mới điều trị, đúng không ạ? Ví dụ như những trường hợp ho do kích ứng hay ho do dị ứng chẳng hạn, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì chúng ta điều trị các triệu chứng nó giảm thì rất là nhanh thôi, bằng các thuốc giảm ho hoặc thuốc kháng histamine thì nó giảm nhanh thôi. Nhưng ho do các bệnh lý ở đường hô hấp, ví dụ như viêm phế quản hay là viêm phổi, thì cái phản xạ ho là một phản xạ rất là có lợi đối với bệnh nhân, đúng không ạ? Chúng ta phải làm cho bệnh nhân ho khạc tốt lên, ok chưa? Thì cái triệu chứng bệnh nhân nó giảm rất là nhanh. Đấy, nên là một số cái mà mình muốn trao đổi với các bạn là như vậy. Thì còn lại thì đấy là thuốc giảm ho nhé. Mình đã nói về cái rất là rõ ràng để cách mà chúng ta sử dụng các thuốc giảm ho trên lâm sàng. Thì đúng chưa? Là các bạn phải để ý đến cái bệnh lý nền của bệnh nhân. Và thứ hai là chúng ta chỉ giảm ho trong một trường hợp thôi, đó chính là ho khan. Thì đúng chưa? Còn lại ho có đờm thì chúng ta nên tìm nguyên nhân. Và thứ hai là ho có đờm thì chúng ta nên dùng loãng đờm vào tích cực vô dung cho bệnh nhân. Để nó đờm loãng ra ngoài thì bệnh nhân khạc ra ngoài qua phản xạ ho đấy. Qua cái phản xạ ho đấy. Chứ chúng ta đừng dùng giảm ho, đúng không ạ? Khi các bạn cho loãng đờm rồi, các bạn cho giảm ho vào đồng nghĩa việc đờm dãn nó không thể khạc ra bên ngoài được. Nguy cơ nó sẽ gây xẹp phổi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và ứ đọng trong hệ thống nhu phổi các bạn. Nha. Rồi, thuốc giảm ho thì mình trao đổi các bạn như thế này thôi. Đó, thì có câu hỏi nào thì lát nữa các bạn comment xuống dưới thì chúng ta cùng nhau trao đổi cái này, được chưa ạ? Còn lại thì bây giờ mình sẽ nói về một chút về vấn đề về thuốc loãng đờm, để cách sử dụng các thuốc loãng đờm trên lâm sàng. Ok, đờm của chúng ta nó là cái gì? Đờm nó là dịch tiết đường hấp thôi nhá. Đờm nó là dịch tiết đường hấp thôi, nó không là gì cả đâu. Ok, mà dịch tiết đường hấp của chúng ta lúc nào nó cũng tiết ra cả ấy. Đó, vậy thì cái hệ thống đờm của chúng ta nó được cấu tạo bởi cái gì? Đờm của chúng ta được cấu tạo bởi các chuỗi mucoprotein hay mucopolysaccharide. Đờm được cấu tạo bởi các chuỗi mucoprotein hay mucopolysaccharide. Và các chuỗi mucoprotein hay mucopolysaccharide này nó được nối với nhau bởi một cái cầu gọi là cầu Distelfour, là cầu SF, được chưa? Cái cầu này được nối với nhau càng chặt bao nhiêu thì đồng nghĩa việc đờm, được chưa? Đờm của chúng ta càng dính, ok, càng đặc. Các bạn cứ tưởng tượng nha, cái đờm ấy nó được cấu tạo bởi các sợi mucopolysaccharide, mucoprotein á. Vậy thì polysaccharide á, vậy thì khi mà các sợi này, sợi mucoprotein này, nó được nối với nhau bởi một cầu SS, được chưa? Được nối với nhau bởi cầu Distelfour SS này. Khi cái cầu này nối với nhau càng nhiều bao nhiêu, càng chặt bao nhiêu thì đờm của chúng ta càng đặc bao nhiêu, càng đặc bấy nhiêu. Mà đờm càng đặc thì đồng nghĩa việc nó càng dính. Đờm càng đặc thì càng dính, được chưa? Đờm càng đặc thì càng dính. Mà các bạn biết là khi nó bám dính vào ấy thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Nó rất là khó để các bạn ho khạc ra bên ngoài. Ok. Vậy thì bây giờ tôi muốn làm cho bệnh nhân khạc ra ngoài, khạc cái đờm dãi ra ngoài dễ dàng ấy, thì tôi chỉ cần làm những cái đờm nó loãng ra. Và khi đờm nó loãng ra rồi thì đồng nghĩa với cái khả năng bám dính của nó giảm đi. Vậy khi mà cái khả năng bám dính của nó giảm đi thì đồng nghĩa với việc là gì ạ? Chúng ta chỉ cần ho khạc ra ngoài thì bệnh nhân sẽ ok thôi. Vậy thì tôi muốn làm đờm cho loãng ra được thì đồng nghĩa việc tôi phải cắt đứt các cầu nối SS đi. Thì trong chợ tôi cắt đứt các phân tử của đờm đi. Vậy khi tôi cắt đứt các cầu nối SS rồi thì đồng nghĩa việc làm đờm của chúng ta loãng ra ngoài. Và khi làm đờm loãng rồi thì bệnh nhân sao ạ? Dễ dàng khạc ra ngoài hoặc sợ ho thôi. Đó, và đó chính là cơ chế của các thuốc loãng đờm. Chúng ta gọi là thuốc loãng đờm. Được chưa? Và hiện nay mà thuốc mà chúng ta dùng nhiều nhất đó chính là acetin cysteine, đúng không ạ? NACC đấy, acetin cysteine. Vậy thì ACC là một trong những thuốc mà được dùng nhiều nhất hiện nay trong cái điều trị của những bệnh nhân liên quan đến loãng đờm, loãng đờm. Đó, và chúng ta dùng ở những bệnh nhân ho có đờm. Ok. Mà khi dùng ACC rồi thì tốt nhất theo mình không nên dùng giảm ho, để cho bệnh nhân có cái phản xạ ho để bệnh nhân gì ạ? Khạc ra ngoài. Ok chưa? Khạc ra ngoài để đờm dãi ra ngoài và làm cho đường thở các bạn sao nó thông thoáng thì vẫn điều trị chúng ta mới thành công được. Còn nếu như các bạn gì ạ? Làm cho đờm dãi bệnh nhân vẫn đang còn tắc nghẽn trong đường thở thì thực chất cái hiệu quả các bạn điều trị nó rất là khó khăn. Đấy. Thì cái việc dùng ACC thì nó có một cái tác dụng phụ, đó chính là gì ạ? Nó gây co thắt phế quản. ACC nó có một tác dụng gây co thắt phế quản nên là chúng ta sẽ không dùng cho bệnh nhân hen nhé. Ở những bệnh nhân hen chúng ta muốn gì ạ? Chúng ta muốn đờm dãi bệnh nhân khạc ra ngoài được thì sau khi chúng ta khí dung cho bệnh nhân thì chúng ta nên tích cực vỗ dung cho bệnh nhân và chúng ta nên cho bệnh nhân uống nhiều nước một chút, đúng không ạ? Được chưa ạ? Uống nước ấm ấm một chút, sau đó chúng ta tích cực vỗ dung cho bệnh nhân. Vỗ dung để làm gì? Vỗ dung để dạ, nó làm cho đờm của chúng ta nó tách khỏi cái hệ thống niêm mạc đường hô hấp. Và khi đó làm sao ạ? Bệnh nhân khạc ra ngoài nó sẽ dễ dàng hơn. Nên là trong các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt viêm phế quản hay là viêm phổi ấy, mình rất là thích vỗ rung. Vỗ rung là một trong những cái biện pháp mà dạ, nó mang lại hiệu quả điều trị rất là lớn, rất là tốt. Đấy, nên là mình khuyên các bạn là nên tích cực vỗ dung cho bệnh nhân đối với các bệnh lý có bệnh lý liên quan đường hô hấp nói chung. Để chưa nào? Còn lại thì một vài cái thuốc khác liên quan đến loãng đờm, ví dụ như promethazine hay là ambroxol, thì cái này thì mình thấy lại rất hay dùng cho trẻ con, rất hay dùng cho trẻ em ấy. Promethazine hay ambroxol ấy
nhá, lại dùng cho trẻ em. Vì sao? Vì hình như nó có loại siro, nó có cái dạng siro đấy, nó có cái dạng siro thì chúng ta dùng cho trẻ con nó rất là có lợi, hình dung chưa? Hình dung chưa? Và mình trên lâm sàng mình thấy là dạ, nó có cái loại kết hợp giữa bromhexin hay ambroxol với salbutamol ấy, là cái thuốc giãn phế quản ấy, nên là ở những đối tượng mà viêm phế quản ấy, chúng ta dùng cái này lại mình thấy nó lại khá là hay, đúng chưa? Đấy, và nhớ nhá, tích cực bổ sung cho bệnh nhân, chúng ta hãy tích cực bổ sung cho bệnh nhân để chúng ta đạt hiệu quả. Và dặn lại một điều như thế này là ho chỉ là một triệu chứng trong số rất nhiều bệnh thôi, mà chúng ta muốn điều trị được bệnh nhân ho thì các bạn hãy cố gắng thăm khám thật kỹ để chúng ta tìm được nguyên nhân. Và khi các bạn tìm được nguyên nhân rồi thì khi đó chúng ta mới điều trị được đó, thì bệnh nhân mới ổn được. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy là cứ ho rồi chúng ta cho thuốc giảm ho không ấy, thì thực chất là nó chỉ là một điều trị triệu chứng của họ thôi, chứ không có điều trị được nguyên nhân đâu, có đúng không ạ? Thì nếu như nguyên nhân vẫn đang còn thì sao ạ? Thì chúng ta vẫn ho như bình thường thôi, chúng ta vẫn ho như bình thường thôi đó. Nên là đó là những cái điều mà mình hết sức lưu ý đối với các bạn. Còn lại thì bây giờ mình sẽ đi trao đổi với các bạn về những cái câu hỏi của các bạn trên lâm sàng. Ok, đúng bài giảng vừa tròn 30 phút, mình không tốn quá nhiều thời gian của các bạn, mình chỉ nói những cái ngắn gọn nhất để các bạn lưu ý khi mà các bạn cắt các thuốc giảm ho thôi. Trẻ con, đặc biệt là trẻ con, đúng không ạ? Nó viêm nhiễm đường hô hấp, đặc biệt là viêm họng, viêm amidan hay viêm VA, đúng không ạ? Viêm mũi họng hay là viêm phế quản, nó ho nhiều lắm. Nó ho làm vậy, nếu như chúng ta mà không có kiến thức tốt về những cái này, đúng không ạ? Thấy người nhà sốt ruột bảo là gì ạ? Anh ơi, người nhà con em ho quá, hay là người nhà em ho lắm, uống cho nó gì ạ? Nó đỡ ho cho người nhà yên tâm. Nhưng thực chất nếu như chúng ta làm như thế là gì ạ? Là không đúng đâu đấy. Chúng ta làm như thế là không đúng đâu đấy. Vì sao? Vì thực chất chúng ta phải thăm khám để các bạn xem là gì ạ? Cái ho này là do cái gì đã được. Chứ còn thực chất nếu như chúng ta mà cho một liều, ví dụ như mình chỉ cho một viên gì ạ? Dextromethorphan hay là cho bệnh nhân một viên terpincolin thôi, bệnh nhân về uống thì nó cũng giảm ho. Ngô hương ơi, loãng đờm và tan đờm là một nhá. Thấy không chưa? Nó cắt đứt cái cuộc nói đấy. Mọi người hãy nhớ lấy cái điều này. Được chưa nào? Thường người nhà đi mua và kể rất khó khăn. Thì đó mới là cái lý do mà dạ, lý do là đối với những chúng ta không thể dạ, chúng ta không thể chẩn đoán bệnh dựa trên những cái lời nói thông thường được, đúng không ạ? Chúng ta phải thăm khám lâm sàng bệnh nhân. Nên mình nói rồi, tối thiểu ấy, đối với khám hô hấp chúng ta phải biết nghe phổi ẩm nổ gì hay không, để các bạn mới đưa ra được nguyên nhân để các bạn giải chỉnh, thì đồng nghĩa việc các bạn sẽ giảm được biến chứng thôi. Đấy, các bạn càng chuẩn chỉnh bao nhiêu thì đồng nghĩa việc biến chứng sẽ càng giảm bấy nhiêu. Ok, và bây giờ mình sẽ đi giải quyết cái vấn đề của các bạn đang nằm ở đây. Rất nhiều comment, mình phải lặp lại từ đầu. Nhiều quá. Cái một nha. Ôi, thực chất là cái mạng yếu quá. Mở cái cửa ra tí cho mạng nó vào cho nó khỏe cái. Để mình xem lại có một mấy câu hỏi của các bạn đang nằm ở đây. Ôi chết rồi. Ấy xong lướt được nhỉ. Các bạn đợi mình chút nha, mình sẽ lướt xuống dưới. Nó có mấy câu hỏi của các bạn vừa ở đây xong mà mình lướt mình không thấy. Có một bạn hỏi là gì, là có bạn hỏi là anh ơi, em thường khạc ra cái cục màu trắng đúng không, và mùi rất là hôi. Thực chất đây là một tình trạng cái mủ nó ứ đọng lại trong cái amidan, cái họng của chúng ta ấy. Thì khi mà chúng ta để nó quá là lâu, khi chúng ta khạc ra một cái thì nó sẽ bong cái mủ đấy ra, nó thành một cục rất là chắc, và khi đó chúng ta thấy cái mùi này rất là hôi. Đấy, thì đấy bản chất nó là cái đấy thôi, chứ chả là cái gì cả nhá. Thì quan trọng nhất là bạn vẫn phải vệ sinh sạch sẽ răng miệng. Đây, họng có rất nhiều nhân trắng này, khạc ra mùi rất hôi ạ. Gặp rồi nhưng vẫn sản sinh rất nhiều, tư vấn cho em. Thì thực chất là những cái này em nên vệ sinh răng miệng thật là sạch sẽ. Được chưa ạ? Được chưa? Nha. Tránh tình trạng viêm nhiễm. Mình sẽ kéo xuống dưới nữa nha, các bạn đợi chút nha. Bệnh nhân bị khí phế thũng thì nên điều trị kiểu gì? Thì thực chất như này, chúng ta phải hiểu về cái vấn đề ý khí phế thũng là gì đã, đúng không ạ? Khí phế thũng là tình trạng ư khí phế nam. Vậy với tình trạng khí phế thũng thì chúng ta thường gặp ở một số bệnh lý liên quan đến, một là CVD, hai là hen. Hiểu không chưa? Là những cái mặt bệnh này. Vậy thì nếu như ở những trường hợp này nó hiện tượng ư khí phế nam ấy, thì chúng ta nhớ rằng một điều là gì ạ?
thực chất là nó không thể khỏi hoàn toàn được đâu, mà chúng ta điều trị các bạn chỉ giảm thiểu biến chứng của nó thôi, vì biến chứng của nó sẽ dẫn đến một tình trạng là tâm phế mạn, nên là các bạn chỉ cần giảm thiểu biến chứng của nó thôi, đúng không ạ? Biến chứng của những cái bệnh lý này rất nhiều, nào là suy hô hấp vân vân và vân vân, nhiều lắm. Nên là điều trị những cái này thì nên thăm khám thật kỹ để chúng ta đưa ra hướng xử lý, chứ chúng ta không thể nói trên này được. Bệnh nhân ho ngứa họng đờm đặc có thể kết hợp kháng histamine với loãng đờm không? Thực chất như này, với những bệnh nhân ho ngứa họng kèm theo đờm đặc thì khả năng nó là tình trạng viêm mãn tính, khả năng là viêm họng mãn tính, được chưa? Em nên xem xét các vấn đề ví dụ như trào ngược chẳng hạn. Ok, thì để ý cái bệnh lý nền của họ xem có gì không. Không thì em sẽ điều trị bằng cách là em có thể dùng các thuốc kháng histamine, nó làm giảm triệu chứng ngứa đi, đúng không ạ? Ok, và có thể là cho thêm một chút loãng đờm nhé. Viêm phế quản có dùng loãng đờm hay không? Thực chất viêm phế quản nếu như ho, bệnh nhân ho có đờm thì chúng ta dùng các thuốc loãng đờm ok mà, không vấn đề gì nhá. Ho thì viêm phế quản chúng ta dùng ok chứ. Tuyết Nhẫn có hỏi là bác sĩ làm sao để biết được ho cho suy tim? Thực chất như thế này này, làm sao để chúng ta biết được ho cho suy tim? Đơn giản thôi, vì cái chuyên ngành tim mạch là một chuyên ngành rất là khó đấy. Mình phải nói thật là như vậy. Ok, vì mình đã tiếp xúc với tim mạch rất là nhiều, mình làm trong môi trường tim mạch rất là lâu, nên là tim mạch không phải ai cũng có thể học được những cái này. Mà đặc biệt nếu như mà là dược sĩ thì để khám vấn đề tim mạch thì cực kỳ khó, vì nó là một chuyên ngành. Muốn biết ho suy tim không thì đồng nghĩa việc ngoài vấn đề ho ra thì nó còn rất nhiều triệu chứng đặc trưng khác ở những bệnh nhân suy tim. Thứ nhất là phải có yếu tố nguy cơ về suy tim, ví dụ như tăng huyết áp, hay là các bệnh lý về van tim, hay là đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa nói chung, đúng không ạ? Là các bệnh lý nền của bệnh nhân đã. Cái thứ hai nó là ngoài triệu chứng ra nó còn có các vấn đề như khó thở này, cái theo triệu chứng khó thở là phù này, mệt này, đái ít này, đúng không ạ? Nó kèm theo ho, ho chỉ là một triệu chứng trong số đấy thôi. Nên là nếu như em bạn muốn biết là cái ho này do cái gì thì anh mình nói rồi, phải thăm khám thật kỹ để chúng ta mới biết được. Cefu, Vinsovon và uống codein, tepin. Thực chất gì ạ? Thực chất cái ho do viêm phổi ấy, cái ho do viêm phổi ấy, thực chất việc chúng ta dùng gì ạ? Dùng tepin gần như là không cần thiết, được chưa ạ? Mà chắc gì nó đã có lợi ở những bệnh nhân này, đối với những bệnh nhân viêm phổi, đúng không ạ? Ho ở những bệnh nhân này mục đích của nó là gì? Là tống hệ thống đờm dãi ra ngoài. Ho có đờm chúng ta đừng dùng tepin codein, mà chúng ta nên tích cực vỗ dung cho họ. Cho uống Vinsovon chúng ta nên cho gì ạ? Vỗ dung tích cực vào, nha. Thảo Bùi có hỏi là anh ơi, với viên tepin codein vừa giảm ho lại vừa long đờm, nhưng có đờm mình không cho giảm ho nữa. Em không hiểu sao lại kết hợp giữa hai tác dụng này với nhau. Thực chất như thế này, các bạn phải hiểu là gì ạ? Tepin codein nó chỉ được chỉ định trong một trường hợp duy nhất thôi, đó chính là ho khan. Ok chưa? Ho khan nghĩa là ho mà không có dịch tiết đường hấp. Vậy thì các bạn cứ tưởng tượng điều như thế này, cái dịch tiết đường hấp là cái gì ạ? Là cái mà có vai trò là gì ạ? Nó bao phủ cái niềm màng hốc ạ. Nó có vai trò làm dịu các hệ thống gì ạ? Các hệ thống cái đầu mút cảm nhận. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta làm khô cái đầu mút rồi, làm khô cái hệ thống dịch rồi, đồng nghĩa về cái đầu mút làm sao ạ? Nó bị trơ ra bên ngoài thì nó rất dễ bị kích thích và ho. Nên là khi mà tepin nó có vai trò là gì ạ? Bẻ gãy các cái chất nhầy, và đương nhiên nó một phần nó kích thích tiết chất nhầy nữa, làm dịu cái niêm mạc đường hô hấp của bạn. Nó đã một phần giảm ho rồi. Hình dung chưa? Chúng ta kết hợp thêm với codein nó ức chế trung tâm ho nữa thì đồng nghĩa việc là gì ạ? Cái triệu chứng ho của bệnh nhân nó giảm rất là nhanh. Hus Nguyễn có hỏi X quang trong viêm phế quản như thế nào anh? Giá trị chụp X quang trong chẩn đoán viêm phế quản. Thực chất như thế này, đối với viêm phế quản thì cái chẩn đoán X quang nó không có nhiều ý nghĩa trong chẩn đoán. Thường thì nếu chụp X quang ở những bệnh nhân viêm phế quản thì em nhìn thấy được cái gì? Em nhìn thấy được hình ảnh người ta gọi là dày thành phế quản. Nếu như các bạn thấy là nếu nên cắt ngang nhé, cái phế quản các bạn ra ấy, thì nó có hình ảnh chiếc nhẫn ring, đúng không ạ? Còn nếu như cắt dọc ra thì nó có hình ảnh đường ray. Ok chưa? Thì nếu như mà chúng ta nhìn chẩn quang thì nó chỉ có ý nghĩa như thế thôi. Còn lại đa phần chẩn đoán viêm phế quản dựa trên khám lâm sàng và triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Hãy nhớ lấy điều đó. Nha, Hus Nguyễn nha.
Thường thì đối với phụ nữ có thai, các thuốc giảm ho trung ương chúng ta không dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú, được chưa ạ? Không dùng cho phụ nữ thai, cho phụ nữ. Những bệnh nhân liên quan ho do phụ nữ có thai thì chúng ta nên thăm khám để các bạn biết nguyên nhân nhé. Đúng rồi, trong tất cả các bệnh nhân khi mà tới khám tại quầy thì chúng ta thấy là gì ạ? Ho luôn là làm bệnh nhân dược sĩ đau đầu. Đúng rồi, cứ bệnh nhân bảo ho đúng không? Nếu như các bạn mà không hiểu, các bạn không giải thích kỹ cho bệnh nhân ấy, thực chất là gì ạ? Uống về mà vẫn ho thì chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ thất bại rồi, đúng chưa? Nên quan trọng nhất là các bạn hiểu để các bạn giải thích cho người ta để người ta hiểu. Người ta phải biết à, ho như này là có lợi đấy, đúng không ạ? À, Trung Quang Nguyễn hỏi bệnh nhân viêm mũi có nhiều dịch và dịch xuống chảy xuống thành sau họng dẫn đến ho thì điều trị như nào? Thì viêm mũi thì em nên điều trị viêm mũi, em làm giảm tiết dịch của mũi đi, đúng không ạ? Em có thể dùng các thuốc kháng histamine hay là em bơm rửa mũi đi, thì khi cái dịch mũi nó giảm đi rồi thì không còn chảy xuống hệ thống họng các bạn và không kích thích gây ho nữa. Và xem cái vấn đề dịch này có viêm hay không nhé, viêm mũi hay không nhé. What? Mình đã từng thấy kết hợp tapin cộng metrofan cộng với cetirizine, kết hợp ba loại thuốc giảm ho, hai loại thuốc giảm ho trung ương, một cái kháng histamine. Rose Phạm có hỏi, có lẽ là bạn chưa nghe từ đầu. Anh cho em hỏi là ho là một phản ứng có lợi của cơ thể, vậy tại sao mình lại dùng giảm ho? Giảm ho dùng khi nào? Đấy, mình mới nói rồi, ho là một phản xạ có lợi, thì tại sao chúng ta dùng giảm ho, đúng không? Đúng không ạ? Chúng ta chỉ dùng giảm ho trong một trường duy nhất thôi, đó chính là ho khan. Mà ho phải làm cho bệnh nhân khó chịu. Ok. Đối với những bệnh nhân liên quan đến trào ngược dạ dày, khi đi kiểm tra bác sĩ cho uống Nexium, Zumargel cộng men mà bệnh nhân vẫn không đỡ, thì đối với điều trị những bệnh nhân liên quan trào ngược, ngoài dùng thuốc ra chúng ta còn phải thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt cho bệnh nhân nữa. Thì bệnh nhân mới ổn, thứ nhất là chúng ta không được ăn quá no, thứ hai là ăn xong chúng ta đừng có nằm luôn, thứ ba là những cái đồ ăn chua cay nóng chúng ta không dùng, thứ tư là cái vấn đề về tâm lý phải thật thoải mái, stress, đúng không ạ? Giải quyết tất cả những vấn đề đó đi nha, thì bệnh nhân mới ổn được. Điều trị bệnh nhân không chỉ mỗi dùng thuốc. Phạm Thúy có hỏi là bác sĩ cho em hỏi là triệu chứng điển hình của viêm phế quản và hen phế quản. Thì đối với triệu chứng điển hình của hen phế quản là gì? Là khó thở, nó lên cơn khó thở rất là nhanh. Hen ấy nó là một bệnh dị ứng mà, nên là khi mà chúng ta gặp một cái tác nhân nào đó nó xâm nhập vào hệ thống lớp của bạn, nó kích thích gây dị ứng tại niêm mạc mũi họng, à mũi đúng không ạ, và phế quản của chúng ta, nó gây co thắt phế quản, nó gây tăng tiết và phù nề dẫn đến tình trạng co thắt phế quản và gây cơn khó thở ngay. Còn lại viêm phế quản là trạng viêm của niêm mạc phế quản, viêm thực thể tại niêm mạc phế quản, ok chưa? Thì đối với triệu chứng điển hình của viêm phế quản là gì? Nó những trường hợp viêm quản cấp ấy, thì điển hình của nó là sốt, nó rất là rầm rộ luôn, sốt đúng không ạ, ho, có thể là khó thở, ok. Nhưng mà đối với hen thì thường bệnh nhân chỉ có khó thở thôi và ho thôi, chứ còn vấn đề sốt thì trừ khi hen bội nhiễm nha. Còn muốn biết hay không thì chúng ta phải thăm khám thực thể nhiều chúng ta mới biết được. Bé 2 tuổi mà kê Lora 10mg là nhiều rồi. Hương Nguyễn, mình nói rồi, ho khan thì chúng ta dùng tepin corin á, đúng không ạ? Hoặc các bạn có thể đối với viêm họng thì chúng ta có thể dùng gì ạ? Chanh quất mật ong cho bệnh nhân ngậm. Điều trị ho ngứa họng thì thường liên quan đến viêm họng mạn nhé. Có thể là em có thể ngậm một số thuốc, ví dụ như ngậm doryxin này ạ, đúng không ạ? Một số thuốc mà có vai trò nó ảnh hưởng đến gì ạ? Đến hầu họng ấy, là tìm nguyên nhân. Hoặc có thể dùng các thuốc kháng histamine, nó cũng có vai trò làm giảm ngứa, súc miệng, vệ sinh sạch sẽ răng miệng và xem vấn đề về trào ngược. Viêm phổi có dùng loãng đờm thì dùng loại nào? Thì em có thể dùng ACC, acetylcysteine hoặc bromhexin, được chưa ạ? Viêm thanh quản dùng cái gì? Nana hỏi viêm thanh quản dùng cái gì? Viêm thanh quản, một, chúng ta có thể dùng khí dung bằng corticoid, được chưa ạ? Dùng khí dung bằng corticoid là rất hay dùng, hoặc là uống corticoid nha, trong viêm thanh quản. Đấy. Ok, được rồi. Thế thì cũng là 9:15 rồi. Để trả lời cho các bạn gần như là hầu hết các vấn đề liên quan rồi. Thì có lẽ là chúng ta dừng lại buổi giảng ngày hôm nay và mình sẽ up cái bài giảng này lên trên trang cá nhân của mình và up lên nhóm học về hành nghề. Ok chưa? Thì trong thời gian tới thì sinh viên của mình nghỉ hè rất là nhiều. Thì sinh viên nghỉ hè thì mình sẽ tranh thủ buổi tối như thế này. Mình sẽ trao đổi với các bạn những cái vấn đề liên quan đến y học, những cái gì mình biết thôi nhá. Những cái gì mình biết mình sẽ trao đổi với các bạn. Ok, chúng ta rút được kinh nghiệm cái gì tốt cái đó, đúng không ạ? Cũng không giấu giếm một cái gì cả. Đấy, thì các bạn hỏi cái gì biết mình trả lời, không biết thì mình sẽ khất các bạn, mình sẽ tìm hiểu. Ok. Ok. Còn lại thì bệnh lý trào ngược thì mình sẽ để các bạn một buổi khác chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề trào ngược dưới thực quản. Ok nhé. Rồi. Hôm nay sẽ tạm biệt các bạn tại đây.
Được chưa? Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Bye bye.